Vào ngày hôm qua, Bí thư Huyện ủy Thới Lai Nguyễn Văn Phong đã đến thăm hỏi trao tặng 350 phần quà cho bà con trong khu vực phong tỏa do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân. Tại đây, Bí thư Huyện ủy thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn và động viên bà con trong khu phong tỏa ấp Phú Thọ cố gắng khắc phục khó khăn, góp phần cùng huyện sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Dịp này, ông Nguyễn Văn Phong đã trao tặng 3 tấn gạo cho 300 hộ, mỗi hộ 10 kg, trị giá 36 triệu đồng từ nguồn vận động của lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai. Đồng thời, từ nguồn hỗ trợ của Thánh Tịnh Thiên Trước, xã Thới Thạnh cũng đã trao tặng 50 hộ nghèo, mỗi hộ gồm 5 kg gạo và các nhu yếu phẩm, trị giá 150.000 đồng một phần.